Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2445 đến 2449. Tập 2445. Đa tạ. Thu nhược thường mặt đẹp một hồi trắng bệch, thật may Diệp thần ra tay mau, nếu không nàng đã bị giết chết. Dưới mắt võ uy kiếm nô, thực lực quá mạnh mẽ, thật là không phải người bất kỳ có thể ngăn cản. Hi hi, luân hồi chi chủ cái này nhất thế ngươi chiến sủng không còn là thiên hoang địa lão liền sao mà là cái này một đầu huyết long một đầu hai con người ác mộng võ uy kiếm nô ánh mắt xoay tít xoay tròn dình dập trước diệp thần lai lịch Ừ. diệp thần không nói gì hư lạnh một tiếng long chảo oanh đánh ra phù đồ phật quang toát ra ngay tức thì hóa thành một tòa phù đồ bảo tháp cái này tòa phù đồ bảo tháp nhưng không còn là kim quang cuồn cuộn hình dáng mà là biến thành màu đen giờ khắc này diệp thần thái thượng thiên ma thể thánh ma thần mạch cũng mở đến trình độ cao nhất hơn nữa trong tay còn cầm hoang ma thiên kiếm quanh thân ma khí ngất trời liền thân thông cũng biến thành ma uy nghiêm ngặt hình dáng đen nhánh phù đồ bảo tháp phía trên không có phật đà khí tượng chỉ có vô cùng thiên ma ở chúc phúc ngâm sướng phát ra vô cùng nhọn thanh âm chói tai phù đồ ma tháp cho ta trần áp diệp thần quát lên một tiếng lớn và huyết long phối hợp cả người lực lượng bùng nổ đến trình độ cao nhất hoang ma thiên kiếm vậy bay đổ cắm ở phù đồ tháp nóc ung ung phù đồ tháp chấn đánh tiếp nếu lại lần đem võ uy kiếm nô áp chế phong ấn đây là diệp thần một kích mạnh nhất lực lượng và huyết long dung hợp nghịch thiên bùng nổ hơn nữa liền hoang ma thiên kiếm vậy lấy ra cái này một tôn phù đồ tháp hoàn toàn hóa thành ma tháp xe lẫn cuồn cuộn ma đạo mũi nhọn oanh đánh tiếp luân hồi chi chủ ta cũng tới giúp ngươi bên kia cự môn đại đế thấy diệp thần hung mãnh như vậy hình dáng cũng là rung động hiện tại diệp thần và huyết long dung hợp nhân long hợp nhất hơn nữa hoang ma thiên kiếm cái này tôn phù đồ ma tháp uy lực đơn giản là long trời lửa đất cự môn đại đế tự hỏi nếu như là hắn đối mặt diệp thần một kích này vậy khẳng định là chết tuyệt đối không có may mắn chút nào chỗ trống nói cách khác diệp thần cái này phù đồ ma tháp liền con chân cảnh năm tầng thiên cường giả đều có thể ung dung giết chết có thể tưởng tượng được có cường hãn dường nào nhưng dù vậy muốn chân áp võ uy kiếm nô vẫn là khó hơn lên trời bởi vì võ uy kiếm nô thực lực ước chừng đạt tới còn chân cảnh hậu kỳ thậm chí còn có đến từ thái thượng thế giới ý chí cường đại mạnh mẽ tinh thần ông 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 trên bầu trời tiểu hoàng tựa hồ vậy cảm thấy được diệp thần gặp nguy hiểm phù văn chứng khổng lồ không ngừng chấn động tựa hồ muốn lột vỏ đi ra hỗ trợ nhưng là tiểu hoàng còn chưa tới lột vỏ thời điểm hắn còn cần hấp thu càng nhiều hơn năng lượng cho dù có chiến đấu quyết tâm vậy không có cách nào đi ra thiên băng một kiếm giết cự môn đại đế quát lên một tiếng lớn rút ra cự kiếm thái thượng thiên vỡ đạo bùng nổ đến đỉnh cấp một cổ minh mông hào hùng kiếm khí liền từ hắn trên thân kiếm nổ đi ra đơn giản là băng thiên liệt điện trung quanh hư không cũng đang không ngừng sụp đổ tiêu diệt phù đồ ma tháp băng thiên một kiếm đồng loạt oanh đánh tiếp cấp cho võ uy kiếm nô một kích trí mạng ha 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 nhìn diệp thần và cự môn đại đế công kích võ uy kiếm nô như là nhàn nhạt, nhạt cười nhạt người tuổi trẻ vẫn là quá xung động, không biết cảnh giới chênh lệch. Ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thái thượng đạo pháp. Rèn thiên nện đất, đúc tinh không, phá cho ta. Võ uy kiếm nô ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, đạo pháp lao nhanh, ý chí võ đạo cuồn cuộn, diễn hóa ra liền một chuôi đồ sộ chùy. Chuôi này đồ sộ chùy là thái thượng đạo pháp diễn hóa ra tới hư ảnh, như khí tượng xâm nghiêm, đã sắp ngưng tụ thành thực chất, một cái búa vắt ngang bầu trời, tựa như thì phải nện hết thảy, chấn áp hết thảy. Thái thượng thiên rèn đạo. Võ uy kiếm nô vung lên đồ sộ trùy, tựa như loạn phi như gió, cuồng như vậy đánh. Phịch. Cái này cầm đồ sộ trùy, đánh đến diệp thần phù đồ ma tháp trên. Cả tòa ma tháp, ngay tức thì nổ tung nghiền, hóa thành vô số ma khí tán loạn, tất cả thiên ma ngâm sướng khí tượng, cũng ngay tức thì biến mất. Phốc xích. Diệp thần và huyết long bị phản chấn, tại chỗ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều bị đồ sộ trùy ném đập một lần. Cái này lại là Thái Thượng Thiên Giải nói, trong truyền thuyết đủ để chế tạo tinh không cao nhất đạo Pháp. Năm đó võ uy kiếm nô, hội thượng vị giả đúc tám đại thiên kiếm, vậy từng tham dự qua một ít chế tạo góc bên tài liệu nhỏ vụn trình tự. Coi như chỉ là nhỏ vụn trình tự, đó cũng là không được tạo hóa, dẫu sao tám đại thiên kiếm, muốn đúc đi ra, không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, hy sinh nhiều ít sinh linh. Nói cách khác, hắn cửa này thái thượng thiên rèn nói đã từng tham dự vào 8 đại thiên kiếm đúc bên trong đi mà 8 đại thiên kiếm đúc nguyên vật liệu chính là thái thượng tinh không hài cốt cửa này thiên rèn đạo pháp đang có chế tạo tinh không nện thế giới khủng bố uy năng muốn rèn thân thể con người công địch giết người dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay diệp thần một lần đến thiên rèn đạo pháp nện không chỉ là ma tháp nổ tung tặng phủ vậy trọng thương thậm chí liền tinh thần cũng xuất hiện ảo ảnh tựa như thấy được năm đó võ uy kiếm nô tham dự đúc tám đại thiên kiếm vậy huy hoàng vô thượng hình ảnh hắn tinh thần ý chí lại có hướng võ uy kiếm nô thần phục dấu hiệu tựa hồ ở sợ hãi thiên rèn đạo pháp mạnh mẽ một giới nô tài ngươi cũng xứng diệp thần trong lòng nhiệt huyết dâng trào võ tổ đạo tâm bùng nổ hồng mông đại tinh không cây chống được lập tức bảo vệ bản tim không chịu võ uy kiếm nô ăn mòn đồng thời diệp thần nhanh chóng thi triển bát quái thiên đan thuật trị liệu mình và huyết long thương thế võ uy kiếm nô thần dũng vô địch đồ sộ chỉ lại đánh thiên rèn đạo pháp uy năng như ngục chỉ một tí liền đập gãy cự môn đại đế cự kiếm cái gì cự môn đại đế cự kiếm bị đập gãy thành hai đoạn kinh hãi được tột đỉnh ngược tới giữa cũng là khí huyết sôi trào bị to lớn chấn động một ngụm máu tươi hòa lẫn nội tạng mảnh vỡ cuồng phun ra ngoài thương thế do so diệp thần còn thảm Hán thiên băng đạo pháp coi như băng thiên liệt địa nhưng đụng phải võ uy kiếm nô thần thông vẫn là theo giấy tự như lập tức liền giải tán không có biện pháp, cảnh giới trên lệch, thực sự quá lớn. Đơn thuần là võ đạo tu vi cảnh giới, còn có bù đắp chỗ trống, như là đạo pháp cảnh giới, ý chí chiến đấu, tinh thần khí vận, kém được quá xa, hoàn toàn không cách nào đền bù. Võ uy kiếm nô, mặc dù chỉ là một giới nô tài, nhưng dẫu sao cũng là từ thái cổ kỳ nguyên thời đại, một mực sống cho tới bây giờ lão yêu quái. Hơn nữa ở thái thượng thế giới sinh hoạt qua không biết nhiều ít năm, lại cùng theo qua hồng thiên kinh chinh chiến bốn phương. Hiện tại phong ấn giãn ra, hắn cảnh giới khôi phục mấy phần lập tức liền nghiền ép diệp thần vậy nghiền ép cự môn đại đế thu nhược thường ở một bên thấy diệp thần và cự môn đại đế cũng bị thua nhất thời vô cùng khiếp sợ hoàn toàn không nghĩ tới võ uy kiếm nô sẽ mạnh như thế lớn ông 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 trên bầu trời tiểu hoàng phù văn chứng khổng lồ kịch liệt lai động điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí muốn lập tức tích góp đủ năng lượng lột vỏ đi ra tiểu hoàng đừng xung động diệp thần lập tức quát hiện tại tiểu hoàng hiển nhiên còn chưa tới lượt vỏ thời cơ điên cuồng hấp thu linh khí là vô dụng trong nháy mắt hấp thu quá lớn vậy không tiêu hóa nổi ngược lại suy yếu nơi này cấm chế để cho võ uy kiếm nô phong ấn hơn nữa giãn ra cái mất nhiều hơn cái được vù vù tiểu hoàng tự hồ vậy phát giác một điểm này ngưng hấp thu nhưng không thể phá xác đi ra hắn như là không giúp được bất kỳ bận bịu ha 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 luân hồi chi chủ ngươi chiến sủng tự hồ còn chưa tới thành thục thời điểm vậy thì thật là tốt không bằng cho ta cắn nuốt chứ võ uy kiếm nô liếm môi một cái nhìn diệp thần và huyết long một mắt lại nhìn xem cự môn đại đế một mặt bộ dáng ung dung ở thượng vị giả thế giới ta chỉ là một con chó nhưng ở các ngươi trước mặt ta là thiên vương vậy tồn tại các ngươi chỉ là con kiến hồi võ uy kiếm nô híp mắt cũng không có lập tức động sát thủ tựa hồ rất hưởng thụ loại tâm tình này dù sao mới vừa va chạm hắn thiên rèn đạo pháp đã bị thương nặng diệp thần và cự môn đại đế hiện tại hắn có mèo đùa bỡn chuột tư cách. Tâm ma đại chú kiếm, giết. Bỗng nhiên, cự môn đại đế khẽ cắn răng, một chuôi tinh khiết sáng bóng phi kiếm, mãnh liệt phá giết ra. Lại là tâm ma đại chú kiếm. Cự môn đại đế là thượng cổ thánh nhân Yến Trường Ca môn đồ, một mục tuân theo thánh nhân giáo hóa, khi biết Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ sau đó, hắn mất hết ý chí dưới, cởi dậy ra. Bất quá sau đó, hắn biết Yến Trường Ca lương khổ để tâm, biết tâm ma đại chú kiếm chỉ là công cụ kiếm bản thân không có tà ác chỉ là chấp trưởng người có tránh tà phân biệt cho nên ở phía sau tới hắn vậy chuyên tâm lĩnh ngộ qua tâm ma đại chú kiếm diệu pháp bất quá hắn cũng không có được yến trường ca tâm ma chân truyền chỉ lĩnh ngộ ra liền một chút tâm ma khí tượng diệp thần lấy làm kinh hãi liền gặp cự môn lớn đế thích thả ra tâm ma đại chú kiếm lúc đầu chỉ là lau một cái hư ảnh cũng không phải là thực chất chân chính tâm ma đại chú kiếm thần thông nghĩa sâu xa quá phức tạp nếu như không có yến trường ca truyền thụ không thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ thiên hạ này tới giữa có thể chân tránh nắm giữ tâm ma đại chú kiếm nghĩa sâu xa chỉ có đế thích thiên một người ha ha một món kiếm ảnh ngươi vậy muốn đánh lén ta võ uy kiếm nô thấy tâm ma kiếm ảnh tấn công tới cười lạnh một tiếng ánh mắt xuyên qua hư không lại có thể mở ra một cái vực sâu đem cái này tia kiếm ảnh hoàn toàn nuốt hết đừng nói ngươi chính là một món kiếm ảnh coi như tâm ma chi chủ tới, cũng không khả năng thương tổn tới ta. Võ uy kiếm nô nhìn hờ hững, mới vừa hắn mở ra vực sâu thủ đoạn, chính là Thái Thượng Thiên Uyên đạo. Ở Thái Thượng thế giới, tất cả thượng vị giả, bao gồm nô bộc, cũng nắm giữ Thái Thượng Thiên Uyên nói. Môn đạo pháp này, đặc biệt khắc chế tâm ma đại chú kiếm, có thể mở ra vực sâu hư không, chiếm đoạt tất cả tâm ma. Nếu như địch nhân tâm ma đại chú kiếm, kiếm khí quá mạnh mẽ mà nói, còn có thể ở mình trong cơ thể mở ra ra một cái mô hình nhỏ vực sâu không gian, ẩn núp tâm linh. Chỉ cần tâm linh ẩn núp, không bị vuốt tâm ma, vậy tất cả tâm ma thủ đoạn đều sẽ không lại có hiệu quả. Tâm ma viên này ung thư, liên thượng vị giả cũng không có so kiên kỵ, cho nên có vô số thượng vị giả người trước gục ngã người sau tiến lên, nghiên cứu chống lại tâm ma đạo Pháp. Cuối cùng, ở từng cái thượng vị giả dưới sự cố gắng, thái thượng thiên uyên đạo bị sáng lập đi ra, cũng mở rộng hướng toàn bộ thái thượng thế giới, giống như khắc chế vi khuẩn thuốc ngừa, cơ hồ giết tuyệt tâm ma kiêu căng, coi như là yến trường ca tâm ma thủ đoạn, đụng phải thiên uyên đạo pháp, vậy không có cách nào. Tâm ma sát phạt, cho thượng vị giả tạo thành quá lớn sợ hãi, bọn họ đều sợ tâm ma của mình sẽ bùng nổ, cho nên đặc biệt sáng lập cửa này thiên uyên đạo pháp. Đây là tâm ma khắc tinh. Muốn phá giải thiên uyên đạo pháp, trừ phi là đem tâm ma đại chú kiếm tu luyện tới tục cùng nhất tầng thứ 9. Bất quá, đây là khó hơn lên trời sự việc. Cho nên cho dù đế thích thiên phát động tâm ma thẩm phán, nhưng ở thượng vị giả trong mắt, uy hiếp vẫn là kém hơn đã từng là luân hồi chi chủ. Dẫu sao, tâm ma còn có thể dùng thiên uyên đạo pháp khắc chế, nhưng luân hồi chi chủ quật khởi, lại không có bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế. Tâm ma đánh lén thất bại, cự môn đại đế sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Võ uy kiếm nô cười nhạt một tiếng, vẫn là mèo vờn chuột vậy diễn cảm, hiện đang nắm giữ liền tuyệt đối quyền chủ động hắn như là thông thả vậy không vội chiếm đoạt tiểu hoàng phủ văn chứng khổng lồ nghe vậy diệp thần sắc mặt nhất thời trầm xuống muốn kêu gọi thái huyền trận hoàng nhưng là thái huyền trận hoàng lại có thể thật sâu ẩn núp ở mộ bia bên trong không có cần hiện thân ý hiển nhiên đối kháng phổ thông kẻ địch thái huyền trận hoàng có thể ra tay nhưng là đối mặt thượng vị giả thế lực thái huyền trận hoàng vậy không thể động thủ nếu không tiết lộ luân hồi mộ địa bí mật vậy sao chết còn thảm đáng chết diệp thần cắn răng liên luân hồi mộ địa năng lượng, đều không thể mượn dùng, đối mặt võ uy kiếm nô, vậy còn có cái gì làm hồi đứng đầu, ta hiến tế đi. Ngay tại Diệp Thần bàng hoàng để gặp, hắn lại nghe được cự môn đại đế thần niệm truyền âm, tràn đầy bi thương. Ngươi muốn tự bạo. Diệp Thần nhìn cự môn đại đế ánh mắt, chấn động trong lòng. Không phải, tự bạo cũng không dùng, tên này nội tình quá sâu dày, ta tự bạo cũng giết không chết hắn. Cự môn đại đế một tiếng thở dài, trong mắt bi thương càng ngày càng đậm dày. Vậy ý của ngươi là? Diệp thần mơ hồ tới giữa, thấy rõ đến thiên cơ, nhất thời ánh mắt co rúc một cái. Cự môn đại đế gật đầu một cái, nói, ngươi cầm ta tánh mạng, huyết tế hoang ma thiên kiếm, có thể ngắn ngủi bùng nổ kiếm này thiên uy, đủ để lần nữa phong ấn cầu nô tài kia. Cái này thế gian, có thể thương tổn tới thượng vị giả tánh mạng binh khí, cũng chỉ có cao nhất nguyên binh. Mà Diệp thần trên tay, đang có một cái cao nhất nguyên binh, Hoang Ma Thiên Kiếm. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm cũng không phải là cái gì mảnh vỡ, mà là thứ thiệt bản thể, mặc dù chỉ có hình thức ban đầu. Nhưng nếu như đạt được cự môn đại đế máu tươi hiến tế, cái này cầm non kiếm là có thể bộc phát ra mạnh nhất ma đạo mũi nhọn, càn quét thiên địa, chém chết hết thảy. Coi như là võ uy kiếm nô, cũng chưa chắc ngăn cản được. Phải biết Cự môn đại đế nhưng mà còn chân cảnh năm tầng thiên cao thủ, hắn hiến tế tánh mạng, bộc phát ra khí huyết năng lượng, đủ để ngắn ngủi tăng lên hoang ma thiên kiếm uy lực. Chỉ cần thanh kiếm này, có thể tuôn ra chân chính cao nhất nguyên binh phong mang, vậy vẫn là có sát thương võ uy kiếm nô cơ hội. Diệp thần ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này, hiển nhiên có thể được. Nhưng là, giá phải trả cũng quá lớn. Hiến tế một người còn chân cảnh 5 tầng thiên cường giả, cái này bút nhân quả, nhưng là phải coi là đến diệp thần trên đầu. Luân hồi chi chủ, chỉ có biện pháp này, mời ngươi không nên cự tuyệt cựu môn đại đế rất sợ diệp thần không đáp ứng, trịnh trọng thỉnh cầu. Ừ. diệp thần cùng gật đầu. mặc dù có một khoản nhân quả lớn nợ, nhưng đây đã là sau cùng biện pháp, không thể không thi hành. nếu không võ uy kiếm nô tàn phá, tất cả mọi người đều phải chết, liên tiểu hoàng cũng không thể may mắn còn sống sót. lấy diệp thần khí vận, cái này bút nhân quả tuy lớn, nhưng vẫn là ở tiếp nhận trong phạm vi. chờ ta sau khi chết, ngươi đem ta tin chết, nói cho ta sư đệ đế thích thiên để cho hắn thay ta trả thù, thế sư phụ trả thù, nhất định phải giết chết Hồng Thiên Kinh. Chỉ có giết chết Hồng Thiên Kinh mới có thể an ủi ta và sư phụ vong linh. Cự môn đại đế thanh âm khóc chảy máu mắt, sắp chết giây phút, phó thác Diệp thần. Bất quá, hắn không phải kêu Diệp thần đi báo thù, mà gọi là Diệp thần báo tin mà thôi. Ở cự môn đại đế trong lòng, đế thích thiên địa vị, hiển nhiên so Diệp thần trọng yếu rất nhiều, dẫu sao là đồng môn. Tập 2446 nếu như ta có thể còn sống rời đi, ta biết Diệp Thần đáp ứng. Đế Thích Thiên hiện tại còn băn khoăn tâm ma thẩm phán, tạm thời không dám vào thượng vị giả tranh phong. Nhưng hiện tại có Cự Môn Đại Đế Lâm Trung phó thác, như là có cơ hội đem Đế Thích Thiên kéo xuống nước. Muốn Diệp Thần một người đối mặt Hồng Thiên Kinh, áp lực vẫn là quá lớn. Đem Đế Thích Thiên kéo xuống nước, không thể nghi ngờ có thể chia sẻ một phần chia áp lực. Thương Nghị đã định Cự Môn Đại Đế nhắm mắt lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm trên mình bắt đầu thả ra từng luồng huyết khí. Ngươi muốn làm gì? Thấy vậy, Võ Uy Kiếm nô nhất thời nhận ra được không ổn, ý niệm động một cái, lập tức thấy rõ thiên cơ, dò ngo thấy Diệp Thần hai người kế hoạch. Đáng chết! Cự Môn đại đế, ngươi muốn tự mình hy sinh, huyết tế hoang ma thiên kiếm. Võ Uy Kiếm nô hoàn toàn luống cuống, mới vừa hắn vẫn luôn là bình thản hình dáng, nhưng hiện tại phát hiện hai người kế hoạch, nhất thời hoàng hồn. Bởi vì, cao nhất nguyên binh mũi nhọn một khi bùng nổ đủ để sát thương thượng vị giả hắn chỉ là một nô tài tuyệt đối không thể nào ngăn trở các ngươi dám võ uy kiếm nô giận dữ đồ sộ trì bạo đánh ra thiên rèn đạo pháp thi triển thần uy như ngục đập về phía cự môn đại đế phải đem hắn đập thành thịt nát vân lôi đế long châu ngự huyết long biết rõ kế hoạch trọng yếu lập tức phi thân ra sử dụng đế long châu ngăn ở cự môn đại đế trước người võ uy kiếm nô hung hăng một cái búa nện xuống tới đế long châu nhất thời nứt ra vô số châu quang lưu tán đi ra linh khí điên cuồng khơi thông phốc huyết long tại chỗ máu tươi cuồng phún đế long châu bị thương nặng hắn vậy được nghiêm trọng đánh vào vảy rồng một phiến phiến nứt ra hiển nhiên là thương thế rất nặng đáng sợ hơn phải hắn vân lôi đế long châu cũng bị một cái búa đánh nứt ra linh khí khơi thông ngay tức thì mất đi tất cả thần quang đổi được vô cùng ảm đạm huyết long diệp thần quát to một tiếng huyết long cái này một tí ngăn cản giá phải trả cực lớn không chỉ là trọng thương liên pháp bảo cũng bị hủy diệt chủ nhân đừng để ý ta huyết long cắn răng như cũ ngăn ở cựu môn đại đế trước người bảo vệ hắn nghiệt xúc cút ngay võ uy kiếm nô liền tiếng quá to cặp mắt tức giận đồng thời xuất hiện cơ hồ muốn phun ra lửa hắn thực lực ở huyết long bên trên thiên rèn đạo pháp một cái búa hủy diệt huyết long pháp bảo đặc biệt uy phong. nhưng là lại uy phong cũng không dùng bị huyết long như thế vừa đỡ võ uy kiếm nô đã bỏ lỡ sau cùng thời cơ suy 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 cự môn đại đế trên thân thể da tan vỡ vô số khí huyết thấm vào da từng luồng khí huyết ngưng tụ thành cù long vậy điên cuồng đi, đi diệp thần hoang ma thiên kiếm bơm vào đi đốt ta thân thể không lành lặn huyết tế thiên ma cự môn đại đế phát ra sinh mạng cuối cùng một tiếng gầm thét cả người xương thịt khô cằn khí huyết toàn bộ thả ra ngoài toàn bộ bơm vào đến hoang ma thiên kiếm bên trong đi vù vù diệp thần trong tay hoang ma thiên kiếm đạt được cự môn đại đế khí huyết dốc vào nháy mắt tức thì bạo phát ra dài đến vạn dặm khủng bố kiếm màng không cách nào hình dung đen nhánh mang khí sắc bén lộ ra đơn giản là muốn xuyên qua thương khung oanh mũi kiếm chỉ trời hàng cổ vực bầu trời thì thật bị diệp thần kiếm khí xuyên thủng màn trời rất miễn cưỡng bị thọc một cái lỗ thủng đi ra vô số mãnh liệt ma khí từ minh mông hư không vô tận bát hoang gào thét tới hô 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 hoang ma thiên kiếm quanh thân khí lưu xoay tròn nổi lên hàng tỷ thiên ma bay lượn gầm thét gào thét tàn phá che khuất bầu trời cuồn cuộn ma khí tràn ngập toàn bộ hàng cổ vực giữa trời đất một phiến đen nhánh chỉ có vô số ma đầu đang vũ động hướng diệp thần quỷ bái diệp thần chấp trưởng hoang ma thiên kiếm tựa như nắm giữ hàng tỷ thiên ma uy mãnh bá đạo tới cực điểm khoáng đạt ma khí ngưng tụ thành một bộ chiến bảo khoác ở diệp thần trên mình diệp thần thật giống như biến thành trong truyền thuyết thái thượng ma vương không võ uy kiếm nô thấy một màn này hoàn toàn rung động diệp thần trong tay hoang ma thiên kiếm đạt được cự môn đại đế khí huyết bơm vào mũi nhọn tăng vọt triệu lần đơn giản là càn quét chư thiên ma khí tán loạn làm người ta rung động luân hồi chi chủ chớ quên ước định của chúng ta cự môn đại đế thấp giọng lẩm bẩm cười nhạt cả người khí huyết khô héo thân thể như gió bên trong cho tàn trôi giạt tiêu tán một phiến ngọc giản từ cho tàn bên trong rơi ra ngoài phía trên in lớn băng thiên ba chữ như là thái thượng thiên vỡ đạo tu luyện bí tịch vô nhai thần tôn năm đó để lại đồ thu nhược thường thấy được tổ tông di vật cũng không dám đi lấy cả người thuộc về tuyệt đối rung động bên trong bị hoang ma thiên kiếm mũi nhọn hoàn toàn rung động hiến tế một người còn chân cảnh năm tầng thiên cao thủ hoang ma thiên kiếm mũi nhọn đơn giản là tăng vọt đến vô địch bước kiếm khí gào thét xoay tròn hình thành cuồng liệt gió bão cuộn sạch vạn giảm thời không vũ trụ bầu trời vậy khắp nơi vang tung tóe xuất hiện dù sao cũng cái lỗ xoáy đen, tựa hồ muốn cuộn sạch linh hồn người. hoang ma thiên kiếm cho ta trần áp diệp thần vành mắt hết sức nứt ra, ở ma khí dưới sự xung kích cả người gân xanh nổi lên, lực lượng dâng trào, nắm chặt chui kiếm hung hăng một kiếm hướng võ uy kiếm nô chém đánh tiếp. đáng chết võ uy kiếm nô hô hấp nghẹt thở vội vàng huy động trăm ngàn sợi xích sắt ngang qua hư không phá giết ra muốn ngăn cản diệp thần kiếm khí nhưng là hoang ma thiên kiếm bùng nổ mũi nhọn hạng lợi hại còn chân cảnh trong phạm vi không có bất kỳ người có thể ngăn cản liên liên võ uy kiếm nô cũng không thể trừ phi hắn khôi phục tất cả thực lực đinh 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 liên tiếp dày đặc nổ vang tia lửa vang khắp nơi diệp thần hoang ma thiên kiếm hung hăng chém đánh tiếp tất cả xích sắt cũng ngay tức thì bị chém đứt những thứ này xích sắt là hàng cổ thánh đế lưu lại chuyên môn dùng để phong ấn võ uy kiếm nô chất liệu đặc biệt đặc thù thật khó chặt đứt nhưng diệp thần hoang ma thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ thế như phá trời thứ gì cũng không ngăn nổi võ uy kiếm nô con người co giúp lại liền gặp dù sao cũng đạo đen nhánh kiếm khí hội tụ thành cuồn cuộn kiếm chiều chặt đứt từng tầng một xích sắt sau đó hung hăng bổ vào hắn trên thân thể phốc xích máu tươi vàng tùng tóe võ uy kiếm nô thân thể nhất thời bị chém ra một cái dữ tợn vết thương nội tạng cũng thiếu chút nữa lật đi ra lại còn không chết diệp thân một hồi chấn động phố hắn hoang ma thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ hạng lợi hại một khối tinh không đều có thể phá hủy lại còn giết không chết võ uy kiếm nô chỉ là đem hắn tổn thương nặng có thể tưởng tượng được cái này võ uy kiếm nô thân xác cường độ có đáng sợ dường nào hơn nữa còn hàm chứa thái thượng thế giới quy luật không phải chuyện đùa cái này võ uy kiếm nô coi như là nửa thượng vị giả luân hồi chi chủ ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng võ uy kiếm nô nhìn thân thể trọng thương trong tròng mắt nhất thời lộ ra cảnh giác, tức giận, oán độc thần sắc, lại có thể như giã thú vậy đạp chết ra, hướng diệp thần nhào tới, muốn tự bạo lấy mạng đổi mạng. Hắn đã nhìn ra, diệp thần khí vận quá thâm hậu, ngày hôm nay tử cục này lại còn có giết ngược biện pháp, nếu như lại bị diệp thần trưởng thành tiếp, sợ rằng chủ nhân hắn hồng thiên kinh đều khó tương đương. Cho nên võ uy kiếm nô cho dù có mạng sống cơ hội, vậy không muốn, chỉ muốn và diệp thần ngọc đá cùng vỡ, thay hồng thiên kinh giải quyết hết một cái uy hiếp. Diệp Thần thấy võ uy kiếm nô muốn tự bạo, cũng là mặt liền biến sắc, vội vàng lắc người một cái, tránh thoát hắn đánh. Hàng cổ cấm pháp, phong ấn. Sau đó, Diệp Thần mở ra lòng đất tế đàn, mở bên trong cấm pháp phong ấn, nhất thời tầng tầng cấm chế phù văn, liền điên cuồng toát ra, toát ra chói mắt dị quang. À, võ uy kiếm nô phát ra một tiếng hét thảm, bị vô số cấm chế chói buộc, thân thể rơi xuống, lần nữa rơi xuống tế đàn, bị từng cái xiềng xích trói. Luân hồi chi chủ, ngươi hoặc là giết ta nếu không chờ ta đột phá phong ấn chính là ngươi ngày dỗ. võ uy kiếm nô phát ra oán độc thanh âm thân thể lại bị tầng tầng xiềng xích những ràng buộc vô tận cấm chế đánh vào hắn lần nữa rơi vào phong ấn ngủ say Ung ùng lòng đất tế đàn năng lượng phun trào mặt đất kẽ hở khép lại nơi có dị tượng đều biến mất thiên địa khôi phục lại bình tĩnh diệp thần sắc mặt im lặng nắm hoang ma thiên kiếm đứng trên mặt đất thu nhược thường rung động được không nói ra lời đứng ở diệp thần bên người tiểu hoàng phù văn chứng khổng lồ ngưng chấn động tựa hồ cảm thấy được uy hiếp giải trừ bắt đầu chậm rãi hấp thu hàng cổ vực linh khí chủ nhân huyết long hiển hóa hình người miễn cưỡng chống đỡ mình không ngã xuống hồi tưởng lại mới vừa chiến đấu như là lòng vẫn còn sợ hãi kết thúc chiến đấu cái này một trận đại chiến diệt thần mặc dù thắng nhưng là hiểm thắng cự môn đại đế hy sinh mà võ uy kiếm nô cũng không có bị chân chính giết chết chỉ là lần nữa phong ấn mà thôi lấy diệp thần thực lực trước mắt tối đa tổn thương nặng võ uy kiếm nô không có biện pháp giết chết trước phong ấn giãn ra thời điểm võ uy kiếm nô cũng đã khôi phục bộ phận thực lực kiêu căng đặc biệt hùng mãnh bây giờ có thể lần nữa phong ấn hắn đã là thiên đại chuyện may mắn không như vậy dễ dàng giết chết không sao tên kia sâu bị thương nặng trong vòng 3 năm rưỡi không thể nào lại hồi phục diệp thần thu hồi hoang ma thiên kiếm như là thở phào nhẹ nhõm mặc dù không có thể giết chết võ uy kiếm nô nhưng chỉ ít lần nữa phong ấn, đi về sau năm ba năm thời gian, Diệp Thần coi như là thanh tịnh. Đáng tiếc thời gian ngắn hẳn không cách nào vận dụng Hoang Ma Thiên Kiếm. Hoang Ma Thiên Kiếm vốn là hình thức ban đầu, còn bị như vậy lợi dụng, chỉ có thể xem cơ duyên lấy tài nguyên đống triệt. Bất quá trong tay hắn còn có sát kiếm. Sát kiếm mạnh mẽ thật ra thì không thua Hoang Ma Thiên Kiếm, hơn nữa đối với Diệp Thần mà nói, phát huy tinh hồn trảm lực lượng thích hợp hơn. Vậy tiểu hoàng, Mao Long ngẩng đầu nhìn xem tiểu hoàng phù văn chứng khổng lồ, phù văn kia chứng khổng lồ đang từ từ bất quyện hấp thu hàng cổ vực linh khí. Diệp Thần nói, ta dự định để cho tiểu hoàng ở lại chỗ này, từ từ hấp thu năng lượng, sau này cùng nó lột vỏ, lại tới tiếp hắn. Huyết Long cau mày nói, như vậy an toàn không? Không sao, kiếm kia nô đã bị phong ấn, sẽ không lại có người quấy rầy tiểu hoàng, rất an toàn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thiên cơ thấy rõ dưới, cũng không có bắt được bất kỳ nguy hiểm nào. Hiển nhiên, tiểu hoàng là tuyệt đối an toàn, sẽ không lại có gì ngoài ý muốn. Cùng tiểu hoàng hấp thu được đầy đủ năng lượng, chính là nó lột vỏ ra thời điểm, Diệp Thần dự định đến lúc đó lại tới tiếp hắn. Huyết Long nói, không bằng ta lưu lại bảo vệ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không cần, tiểu hoàng sắp đến lột vỏ thời khắc mấu chốt, cần một mình cảm ngộ đạo pháp cơ duyên, nếu như có người ngoài tồn tại, ngược lại sẽ quấy rầy hắn, để cho hắn thanh tịnh thanh tịnh đi. Diệp Thần dự định đem phù văn chứng khổng lồ một mình đâu vào đấy ở chỗ này thật ra thì cũng có thay tiểu hoàng suy tình ý tiểu hoàng thực lực đột phá cần tĩnh tâm cảm ngộ đại lộ tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy hắn dạ chủ nhân ta biết huyết long gật đầu một cái đáp ứng diệp thần ừ một tiếng vẫy tay thả ra bát quái đan quang chữa trị huyết long thương thế bất quá huyết long bị thiên rèn đạo pháp gây thương tích cho dù có diệp thần chữa trị muốn hoàn toàn hết bệnh chỉ sợ cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian còn có pháp bảo của hắn Hạt Châu, vậy bị hủy diệt, muốn tu bổ, cũng cần quá mức tài nguyên. Trận chiến này, diệp thần nơi này tổn thất, có thể không coi là nhỏ, nhưng có thể lần nữa phong ấn võ uy kiếm nô, thu xếp ổn thỏa tiểu hoàng, tất cả bỏ ra đều là đáng. Thu cô nương, tổ tông người di vật, cầm xong. Diệp thần bàn tay một nhiếp, đem thái thượng thiên vỡ đạo tu luyện ngọc giản, đưa cho thu nhược thường. Bất quá, ở tiếp xúc tới ngọc giản ngay tức thì. Diệp Thần liền phát hiện môn đạo pháp này hơi thở đã tiết ra ngoài, hắn thần thức cảm nhận được, lập tức liền lĩnh ngộ Thiên Băng đạo pháp bí ẩn. Hiện tại Diệp Thần võ đạo căn cơ, đơn giản là siêu phàm nhập thánh, thiên phú cũng là lợi hại được dọa người, chỉ cần bắt được một chút xíu đạo pháp hơi thở, cũng có thể lĩnh ngộ tu luyện. Cái này một tí, Diệp Thần như là lĩnh ngộ thái thượng thiên vỡ đạo tất cả bí quyết. Đa tạ. Thu Nhược Thường thu hồi tu luyện ngọc giản, cơn sóng trong lòng phập phồng, nhìn Diệp Thần một mắt. Nhưng phát hiện diệp thần sắc mặt có chút khác thường, lập tức hỏi luân hồi chi chủ, ngươi học lén ta tổ tông đạo pháp. Diệp thần sờ một cái lỗ mũi, nói, xin lỗi, ta là vô tâm, nếu như ngươi để ý, ta có thể xóa sạch bộ phận này chỉ nhớ. Thu nhược thường than thở một tiếng, nói, không cần, ngươi là luân hồi chi chủ, là thái thượng thiên nữ chỉ đích danh muốn đào tạo nhân vật lớn. Ngươi muốn học gia tộc ta đạo pháp, tùy tiện đều có thể học, là ta đắc tội, học trộm hai chữ, quá mức xúc phạm. Diệp Thần trầm mặc xuống, mặc dù và Thu Nhược Thường cùng trải qua một tràng cuộc chiến sinh tử, nhưng hai người tới giữa, nhưng vẫn là xa lạ có ngăn cách. Ở Thái Thượng Thiên Nữ bố trí bên trong, Diệp Thần là mấu chốt nhất một vòng. Thu Nhược Thường bất kể là còn chân cảnh năm tầng thiên cao thủ, vẫn là gia tộc Thiên Kim tiểu thư, chỉ cần Thái Thượng Thiên Nữ còn không trở mặt, nàng cũng phải tuyệt đối thần phục Diệp Thần. Hai người có to lớn thân phận chênh lệch, không có làm bạn có thể. Luân hồi chi chủ, sau này ngươi đi tới thiên nhân vực, nếu có chuyện gì cần giúp, tùy thời có thể tìm ta. Thu Nhược Thường để lại một khối liên lạc ngọc bài, lộ ra một cái vô cùng phức tạp mỉm cười. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy nàng ngọc bài, trong lòng cũng lóe lên rất nhiều ý niệm. Ở Thái Thượng Thiên Nữ chàng này bố trí bên trong, không biết có nhiều ít cao ngạo tồn tại, đều phải cúi đầu. Thu Nhược Thường rời đi hàng cổ vực, Diệp Thần và Huyết Long lưu lại một đêm, bầu bạn Tiểu Hoàng, đến ngày thứ hai, vậy y y không chịu rời. Tiểu Hoàng, chờ ngươi lột vỏ ra ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi diệp thần hoàn toàn rời đi hàng cổ vực và huyết long nói tạm biệt lại cho đế uyên điện gửi một phong truyền tin thuyết minh Cự môn đại đế báo thủ ước nguyện sau đó liền một người một mình sông sáo lấy ta bây giờ thực lực có lẽ có thể lại đi huyền thiên kiếm mộ phần cứu bị kẹt đại năng diệp thần suy nghĩ từ đồ sát thánh đại hội sau khi kết thúc hắn kỳ ngộ liền liền hiện tại đã là lột xác có thể kháng nhận định còn chân cảnh năm sáu tầng thiên cao thủ nếu như lại đi huyền thiên kiếm mộ phần mà nói diệp thần có thể có rất lớn cơ hội cứu bị vây hãm ở nơi đó đại năng diệp thần dọc theo con đường này bị luân hồi đại năng chiếu cố cực sâu mặc dù hiện tại hắn đã có thể một mình phụ trách một phía nhưng vậy sẽ không quên luân hồi các đại năng trước kia dạy dỗ ân bị kẹt luân hồi đại năng dĩ nhiên là phải đi cứu làm người không thể quên bản lại đi huyền thiên kiếm mộ phần một chuyến lần trước huyền cơ nguyệt bị ta bày một đạo chính là ta thừa dịp hư mà vào thời điểm tập 2447. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, lần trước Huyền Cơ Nguyệt ra tay, mặc dù nặng sang tiểu hoàng chứng khổng lồ căn nguyên, nhưng tùy tiện rời đi nữ hoàng thiên cung, vậy bị người đánh cắp nhà, tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt muốn đến cũng là bận bịu củng cố nữ hoàng thiên cung sự việc, Diệp Thần có cơ hội lẻn vào Huyền Thiên kiếm mộ phần, cứu bị kẹt các đại năng. Bấm ngón tay tính toán, thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần liền phát hiện, mình lần này đi Huyền Thiên kiếm mộ phần, có thể sẽ gặp phục kích, nhưng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Lấy hắn thực lực trước mắt, cái gì phục kích âm mưu cũng có thể đánh nát. Cái này ở lúc trước, đơn giản là không có thể tưởng tượng sự việc. Đi sâu vào huyền thiên kiếm mộ phần, lại có thể sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, coi như gặp gỡ phục kích, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Có thể tưởng tượng được Diệp Thần bây giờ thực lực, có cường đại dường nào, biết bao ngoại hạng. Hiện tại toàn bộ nữ hoàng thiên cung, trừ huyền cơ nguyệt một người, đã không người có thể thương tổn tới Diệp Thần. Nếu như có thể đem rất nhiều luân hồi đại năng chân thân, toàn bộ cứu ra, ta luân hồi mộ địa có lẽ có thể lần nữa thăng cấp. Diệp thần trong lòng tính toán, lúc này biến dạng hư không, chạy tới huyền thiên kiếm mộ phần. Huyền thiên kiếm mộ phần, phong cảnh như trước, một cái cầm cự kiếm đồ cắm, tình cảnh cổ xưa khoáng đạt. Nhưng là, bảo vệ huyền thiên kiếm mộ phần hai ông cụ cũng đã không có ở đây. Nghĩ đến kiếm mộ phần nhị lão, ở đồ sát thánh trong đại hội chết, thậm chí liền máu tươi đều phải bị huyền cơ nguyệt đế thích thiên hai người cướp đoạt cầm đi đúc lại thiên hoang địa lão lãnh huyết vô tình diệp thần nội tâm liền một hồi hận ý hiện tại khoảng cách diệp thần báo thủ thời khắc càng ngày càng đến gần diệp thần ở huyền thiên kiếm trong mộ đi tới trước rất nhanh đi tới trung ương tế đàn vùng đem tế đàn mở ra diệp thần bị truyền đến lòng đất lòng đất bên trong như là một cái mê cung vậy thế giới có vô số cái lối đi lần lượt thay nhau thằng nhóc đi trước cứu ta chân thân. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận hoàng từ mộ bia bay ra, vô cùng kích động nói. Nơi này chính là Huyền Thiên kiếm mộ phần, hắn chân thân liền bị vây ở chỗ này, nghĩ đến sắp có thể thoát khốn, hắn dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, thân thể không kềm chế được phát run. Được. Diệp thần vậy không do dự, cơ hồ là dựa vào trực giác, dọc theo một cái lối đi chạy cướp đi. Hắn cảm giác được, Thái Huyền trận hoàng chân thân liền bị tống giam ở lối đi cuối nhớ cứu ta thoát khốn ta chờ ngươi tin tức tốt nơi này uy áp quá nặng nề ta chịu đựng không nổi phải ngủ say thái huyền trận hoàng than thở một tiếng thân hồn thân thể ẩn nhập mộ bia tạm thời ngủ say huyền thiên kiếm mộ phần có huyền cơ nguyệt ý chí uy áp ngày xưa một phần chia luân hồi các đại năng đều rơi vào huyền cơ nguyệt dưới quyền bị xây dựng ảnh hưởng áp chế ở huyền thiên kiếm mộ phần không phát huy ra thực lực thậm chí liền thần hồn cũng không chịu nổi uy áp muốn ngủ say đi có thể tưởng tượng được huyền cơ nguyệt thực lực có đáng sợ dường nào còn chân cảnh đỉnh cấp chỉ là bề ngoài của nàng tầng thứ sau tầng thứ thực lực xa xa vừa quá hẳn là đạt tới người phàm có thể tu luyện tới cực hạn tiến thêm một bước chính là thượng vị giả cảnh giới không cách nào hình dung tồn tại tiền bối diệp thần kêu một tiếng thái huyền trận hoàng cũng đã ngủ say à diệp thần dừng lại ở bước chân cẩn thận dưới lần nữa suy tính cũng cảm giác được trước mặt thật có phục kích nhưng uy hiếp không được hắn bởi vì bây giờ diệp thần thực lực quá mạnh mẽ huyền cơ nguyệt còn muốn dùng âm mưu thủ đoạn đã không tổn thương được diệp thần huyền cơ nguyệt ta đây muốn xem xem ngươi muốn đùa bỡn cái trò gì diệp thần sẽ bước chạy cướp rốt cuộc đi tới lối đi cuối nơi này là một gian phòng giam trong phòng giam xiềng xích đầy vải trói buộc một đạo thân ảnh già nua xem hình dáng chính là thái huyền trận hoàng thái huyền tiền bối diệp thần ngạc nhiên mừng rỡ kêu gọi một tiếng trong phòng giam Thái Huyền trận hoàng ngẩng đầu lên, tĩnh mắt thấy Diệp Thần, ánh mắt mờ mịt mà đục ngầu. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Thần như nhận ra được nguy hiểm. Cái này Thái Huyền trận hoàng là giả. Hống. Một tiếng kinh thiên gầm thét. Quả nhiên, vậy Thái Huyền trận hoàng ánh mắt đột nhiên đổi được đằng đằng sắc khí, hung quang bắn ra bốn phía, thân thể thoáng một cái, liền hiển hóa ra nguyên hình, nguyên lai là một đầu khỉ gorilla tựa như núi tiêu, chính là Thiên Hoàng Địa Lão Hoang Cổ Đế Tiêu. Luân hồi chi chủ, ngươi trùng kế hoang cổ đế tiêu lớn tiếng gầm thét lộ ra giữ tận nụ cười miệng đầy răng như kiếm kích vậy sắc bén bộc phát ra còn chân cảnh năm tầng thiên khí thế hung mãnh từ đồ sát thánh đại hội sau khi kết thúc đời thứ hai thiên hoàng địa lão cảm giác sâu sắc nguy cơ không lúc nào cũng đang tu luyện mỗi một cái thực lực cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều hiện tại hoang cổ đế tiêu thực lực liền đạt tới còn chân cảnh năm tầng trời vô cùng hung hãn đột nhiên thi triển tập kích cuồng như vậy một quyền bạo từng giết tới toàn bộ địa cung tựa hồ cũng đang lai động, không gian tầng tầng nổ tung. Ha ha, Huyền Cơ Nguyệt liền phái người phục kích, cũng muốn giết ta. Diệp Thần tỉnh táo lại, cười một cái, đã sớm đoán tới nơi này sẽ có người phục kích, bất quá không nghĩ tới là Hoang Cổ Đế Tiêu thôi. Huyền Cơ Nguyệt vì tập sát hắn, lại có thể vận dụng Thiên Hoang Địa Lão, xem ra là bỏ vốn gốc. Liền ta một người, vậy là đủ rồi. Hoang Cổ Đế Tiêu đồ sộ quyền như sấm, đánh giết xuống lớn băng thiên diệp thần hừ lạnh một tiếng thong thả cũng là một quyền giết ra thi triển trước đây không lâu lĩnh ngộ thái thượng thiên vỡ nói nhất thời cuồng bạo băng diệt đạo pháp hơi thở ngay tại diệp thần trên nắm tay nổ đi ra không khí từng tầng một sụp đổ trong ngục dưới lòng đất xiềng xích gặp phải băng diệt hơi thở cuộn sạch lập tức liền hóa thành phấn vụn phịch hai quả đấm va chạm nổ lên làn sóng kinh thiên diệp thần thân thể vững như thái sơn sừng sững không nhúc nhích mà hoang cổ đế tiêu lại bị đẩy lui hai bước. Cái này không thể nào. Người thân xác làm sao sẽ cường hãn đến tình cảnh này. Hoang cổ đế tiêu thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy diệp thần thân xác so hắn còn cường hãn hơn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Phải biết, ở thiên hoàng địa lão bên trong, hoang cổ đế tiêu am hiểu nhất gần người sát phạt, thân xác đếm hắn cường hãn nhất. Nhưng hiện tại, ở hắn cường hãn nhất lãnh vực, hắn như là bị diệp thần đánh bại. Ta là người chủ nhân, ta cảnh giới, há là một mình ngươi phản đồ có thể hiểu? Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, hắn luyện thành Thái Thượng Thiên Ma Thể và Tam Nguyên Thái Nhất Công, lại dung hợp Thánh Ma Thần mạch, thể chất hạng cường hãn, coi như là Hoang Cổ Đế Tiêu cũng không khả năng so sánh. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần vậy lười được nói nhảm, trực tiếp đại băng diệt một trưởng, quay đầu vỗ về phía Hoang Cổ Đế Tiêu, muốn một trưởng đánh chết. Diệp Thần huyết mạch vốn là áp chế Hoang Cổ Đế Tiêu, hiện tại lại chiếm đoạt tiên cơ một trưởng băng diệt thần uy vô địch đơn giản là tàn bạo hoang cổ đế tiêu con người co giúp một cái tuyệt đối không nghĩ tới diệp thần như thế mạnh mẽ bề ngoài tu vi tuy chỉ có càn cả khôn cảnh năm tầng trời nhưng chân thực sức chiến đấu sâu không lường được hắn hoàn toàn không phải địch thủ rút lui ngàn cân treo sợi tóc để gặp hoang cổ đế tiêu bàn tay biến dạng hư không đánh xuyên một cái không gian đường hầm liền muốn chạy trốn rút lui hồi thượng giới thiên cung bên trong đi chạy sao diệp thần cười lạnh một tiếng bàn tay lăng không một chảo băng thiên liệt địa kình khí nổ tung đi ra ngoài lại là trong nháy mắt liền vỡ vụn vạn nặng hư không đem chung quanh không gian toàn bộ oanh được tan tành đoạn tuyệt hoang cổ đế tiêu chạy trốn chỗ trống cái gì hoang cổ đế tiêu cả kinh thất sắc không gian đường hầm ngay tức thì tán loạn cũng đã không thể nào chạy trốn cho ta chết diệp thần một trưởng giết tới thanh thế kinh thiên hoang cổ đế tiêu sợ vỡ mật vội vàng giơ lên lông xù bàn tay muốn đón đỡ nhưng là Diệp thần băng diệt một trưởng, thế như phá trời. Hơn nữa huyết mạch áp chế, nó nơi nào có thể ngăn cản? Ba, một tiếng vang lặng lẽ. Hoang cổ đế tiêu bàn tay, liên quan đầu bị Diệp thần một trưởng đánh được sụp đổ, xúc nguyên vẹn mình khoang bụng bên trong, trạng thái chết dị thường thảm thiết. Phản đầu một cái, chết không có gì đáng tiếc. Diệp thần cũng không có gì lưu luyến, thu bàn tay về, đem hoang cổ đế tiêu thi thể ném tới hoàng tuyền đầu bên trong đi, cầm tới làm phân bón, tới hoang ma thiên kiếm. Hoang ma Thiên Kiếm mặc dù thời gian ngắn không cách nào vận dụng, nhưng Hoang Cổ Đế tiêu thi thể dầu gì vậy coi là một chút chất dinh dưỡng. Thanh kiếm này chỉ là non kiếm, muốn chân tránh trưởng thành, còn cần rất dài thời gian. Ỉng, ủng ùng. Giết chết Hoang Cổ Đế tiêu, ngoại giới bầu trời như truyền đến chấn động, tựa hồ vận mệnh đang tức giận, nổi lên ngày tận thế vậy gió bão. Huyền Cơ Nguyệt, có ngon ngươi tự mình hạ xuống, nếu không vô luận ngươi phái ai xuống, cũng là chịu chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ý chí dung chuyển chư thiên vũ trụ truyền đi thượng giới giải quyết hoang cổ đế tiêu diệp thần nhanh chóng trên đất trong cung tìm tìm đại năng chân thân tung tích nhưng là tìm khắp toàn bộ huyền thiên kiếm mộ phần diệp thần cũng không phát hiện một cái luân hồi đại năng tất cả phòng giam đều là trống không không có ai tồn tại đáng chết người đều bị huyền cơ nguyệt giới đi diệp thần cắn răng sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem hắn cảm giác được huyền thiên kiếm trong mộ còn sót lại trước các đại năng thiên cơ hơi thở hẳn rời đi không bao lâu hiển nhiên huyền cơ nguyệt cũng là đầu óc người sáng suốt vật mưu lự sâu xa lần trước ở nguyên thiên viện huyền cơ nguyệt bị diệp thần bày một đạo cảm giác sâu sắc diệp thần mạnh mẽ còn có trưởng thành nhanh mình đã không áp chế được hắn chủ khách nghịch chuyển công thủ biến đổi tình thế đã thành định cục dưới sự bất đắc dĩ huyền cơ nguyệt rời đi liền tất cả luân hồi đại năng tránh tổn thất lớn hơn trước kia huyền cơ nguyệt là công thế khắp nơi gây khó khăn diệp thần nhưng hiện tại diệp thần cuột khởi quá nhanh ở đồ sát thánh trong đại hội huyền cơ nguyệt và đế thích thiên hai người giết lẫn nhau lại bị diệp thần được lợi quá nhiều dưới mắt thế công nghịch chuyển đến phiên huyền cơ nguyệt phòng thủ nàng cần thời gian khôi phục rời đi luân hồi đại năng dĩ nhiên là một bước phòng thủ tốt cờ để cho diệp thần rất là khó giải quyết tiện nhân kia rốt cuộc cầm luân hồi đại năng rời đi đi nơi nào diệp thần mở cực ma chi đồng hết tầm mắt thấy rõ nhưng chỉ thấy thế giới cuối đứng sừng sững một cái cự kiếm chính là thần la thiên kiếm thần la thiên kiếm huy hoàng kiếm quang ánh chiếu vũ trụ vậy cơ hồ sáng mù diệp thần ánh mắt bất kỳ thiên cơ nhân quả cũng không nhìn thấu hiển nhiên huyền cơ nguyệt biết diệp thần lợi hại dùng thần la thiên kiếm phòng thủ diệt sạch diệp thần thấy rõ trong truyền thuyết tám đại thiên kiếm cầm cầm đều có nghịch thiên oai giá trị không cách nào tưởng tượng trừ sát phạt ác liệt ở ngăn cách thiên cơ chặt đứt nhân quả rình rập phương diện cũng có tốt vô cùng hiệu quả. Cho dù là diệp thần vậy không có biện pháp đột phá thần la thiên kiếm phòng tuyến dòng ngó gặp luân hồi các đại năng vị trí hiện tại huyền thiên kiếm trong mộ luân hồi đại năng đều bị huyền cơ nguyệt rời đi diệp thần cũng không biết rời đi đi địa phương nào huyền cơ nguyệt bước cửa này phòng ngự được giọt nước không lọt hoang cổ đế tiêu là nàng thử cần phải tay đã dò xét ra diệp thần thực lực sau này nàng phòng thủ sẽ hơn nữa chú đáo sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Diệp Thần chỉ cảm thấy có một bức tường vắt ngang ở trước mặt mình. Rất nhiều luân hồi đại năng bị Huyền Cơ Nguyệt cầm ở trong tay, thành một tấm đòi mạng lá bài tẩy. Chỉ cần luân hồi đại năng còn không giải cứu ra, Diệp Thần thì phải ném chuột sợ vỡ bình. Được, rất tốt, Huyền Cơ Nguyệt, thật là thủ đoạn, ta vẫn là khinh thường ngươi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nội tâm vậy nhanh chóng tỉnh táo lại. Huyền Cơ Nguyệt có thể trở thành thượng giới bá chủ tự nhiên có độc đáo địa phương, Diệp Thần là có chút nóng này, cũng có chút khinh địch. Hiện tại luân hồi các đại năng, bị Huyền Cơ Nguyệt rời đi, ngược lại là tạt Diệp Thần một chậu nước lạnh, để cho hắn nhanh chóng tỉnh hồn lại. Hắn phải đối mặt kẻ địch, tuyệt không phải cái gì hạng người bình thường. Một khi Huyền Cơ Nguyệt từ đồ sát thánh đại hội tổn thất bên trong khôi phục như cũ, vậy Diệp Thần đem lần nữa đối mặt tai họa ngập đầu. Chắc có điểm đầu mối lưu lại, không thể nào một chút dấu vết cũng không có tỉnh táo lại sau đó diệp thần cứ tiếp tục ở huyền thiên kiếm trong mộ thăm dò không có thả qua một xó xỉnh như thế nhiều luân hồi đại năng toàn bộ bị rời đi luôn sẽ có một chút dấu vết lưu lại diệp thần cũng không hết hy vọng liên liên thăm dò cũng không biết trải qua bao lâu rốt cuộc diệp thần ở ngày xưa tống giam nguyệt hồn ma nữ trong phòng giam tìm được một cái tóc là nguyệt hồn ma nữ lưu lại tóc điều này tóc phía trên có một tầng nhà nhạt, nhạt cấm chế tầng này cấm chế rất mỏng Diệp Thần tùy thời đều có thể mở ra. Nhưng cầm đến tóc trong nháy mắt, Diệp Thần liền bắt được Nguyệt Hồn Ma Nữ ý chí. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, còn ngoài ra cất giấu bí mật kinh thiên. Ta đang đột phá thủy nguyên cảnh trước, dù sao cũng không nên đi cứu những thứ này luân hồi đại năng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, Nguyệt Hồn Ma Nữ lưu lại ý chí, vô cùng đạm bạc. Tự hồ sợ bị nữ hoàng thiên cung người phát hiện, thật may Diệp Thần thấy rõ thần thông cường hãn, mới miễn cưỡng bắt được. Điều này tóc bên trong, nguyệt hồn ma nữ lưu lại nhắc nhở nói huyền cơ nguyệt sau lưng còn cất giấu bí mật lần này rời đi sự quan trọng đại nàng kêu diệp thần không nên tùy tiện nhúng tay chí ít đang đột phá thủy nguyên cảnh trước không nên nhúng tay nếu không sẽ có bất chắc họa cái này lý thuyết là cảnh giới cũng không phải là thực lực chân thật diệp thần sắc mặt ngương trọng rất muốn đánh vỡ nguyệt hồn ma nữ tóc cấm chế trực tiếp rình dập sau lưng bí mật nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn vẫn là nhịn được nguyệt hồn ma nữ tiền bối lưu lại đầu mối sự việc luôn có biện pháp giải quyết ta nghe vẫn là nàng cùng đột phá tới thủy nguyên cảnh suy nghĩ thêm cứu đại năng chuyện diệp thần quyết định chú ý đem nguyệt hồn ma nữ tóc quấn quanh ở mình ngón trỏ trái trên chờ sau này đột phá tới thủy nguyên cảnh hắn liền có thể đánh vỡ trên tóc cấm chế dọc theo cái đầu mối này dình dập đến luân hồi các đại năng bây giờ bị tống giam vị trí bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm diệp thần thực lực chỉ có cần khôn cảnh năm tầng thiên mà thôi, khoảng cách thủy nguyên cảnh còn có không thiếu khoảng cách. các vị tiền bối, chờ ta. diệp thần trong lòng âm thầm thề, lúc này rời đi huyền thiên kiếm mộ phần. thằng nhóc, như thế nào? ra huyền thiên kiếm mộ phần, thái huyền trận hoàng tỉnh lại, vội vàng hỏi. à. diệp thần than thở một tiếng, đem huyền thiên kiếm trong mộ sự tình phát sinh, đơn giản hướng thái huyền trận hoàng nói một lần. lại có thể bị rời đi huyền cơ nguyệt như thế sợ ngươi liền chính diện tỷ thí dũng khí cũng không có thái huyền trận hoàng một hồi kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới huyền cơ nguyệt sẽ đi một bước phòng thủ cờ xem ra hiện tại nữ hoàng thiên cung nguyên khí hao tổn vẫn là quá nghiêm trọng còn chưa đi ra đồ sát thánh đại hội bóng mở, liền huyền cơ nguyệt này các đại nhân vật đều phải bị ép thao quang dưỡng hối tập 2448 tiền bối chúng ta làm sao bây giờ diệp thần cười khổ một tí muốn nghe một chút Thái Huyền Trận Hoàng ý kiến. Thái Huyền Trận Hoàng cau mày nói, nếu Nguyệt Hồn Ma Nữ kêu ngươi đến Thủy Nguyên Cảnh rồi quyết định, vậy ngươi trước tu luyện nói sau, cùng đột phá Thủy Nguyên Cảnh suy nghĩ thêm. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, tiền bối, Huyền Cơ Nguyệt sau lưng ẩn núp bí mật, rốt cuộc là cái gì? Thần La Thiên Kiếm, chẳng lẽ còn không phải nàng lá bài tẩy? Ta không thể nói, ngươi cũng đừng hỏi, cùng thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên biết rõ. Thái Huyền Trận Hoàng cũng không có trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề, cái vấn đề này tựa hồ là một cái cấm kỵ. Diệp Thần nhìn Thái Huyền Trận Hoàng giữ kín như bưng hình dáng, nhất thời nhướng mày một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ điều bí mật này và Cửu Thiên Thần thuật có liên quan? So cao nhất nguyên binh còn lợi hại hơn, vậy cũng chỉ có Cửu Thiên Thần thuật. Nhưng Cửu Thiên Thần thuật, thế gian chỉ có 9 chồng, mỗi một loại cũng giá trị ngút trời, một người tu luyện, người khác lại không thể luyện nữa, liên liên kiếp trước luân hồi chi chủ, cũng không có cửu thiên thần thuật, chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt lại có? Diệp Thần không dám tưởng tượng, cửu thiên thần thuật uy lực chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ hình dạng. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ cửu thiên thần thuật mà nói, vậy hắn liền nguy hiểm. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng sẽ không ngẫm nghĩ cái vấn đề này. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt chọn lựa thế thủ, hắn vậy không cần phải tiến công. Nếu không một khi xảy ra chuyện không may, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao, rất nhiều luân hồi đại năng còn nặn ở huyền cơ nguyệt trong tay và huyền cơ nguyệt tranh đấu có thể tạm thời chậm một chút hiện tại diệp thần tâm tư lần nữa trở lại minh long thần tộc trên mình minh long thần tộc mới là trước mắt nhất giết người mũi nhọn đáng sợ nhất uy hiếp mặc dù diệp lạc nhi đã bị diệp thần đưa cho thái huyền trận môn có tu la ma thần bảo vệ trong thời gian ngắn không sẽ gặp nguy hiểm nhưng là tu la ma thần chỉ có thể bảo vệ diệp lạc nhi mấy tháng một khi Minh Long thần tộc đi sâu vào điều tra, sớm muộn có thể tra được Thái Huyền Trận trên đầu cửa, đến lúc đó, khai chiến không thể tránh khỏi. Minh Long thần tộc không thể nào thả qua Diệp Lạc Nhi. Bởi vì Diệp Lạc Nhi trong huyết mạch ẩn chứa một môn động trời thần thông Long Thần Phá Thiên Quyết trong truyền thuyết cửu Thiên Thần Thuật. Này cùng nghịch Thiên Thần Thuật, Minh Long thần tộc tự nhiên không thể nào thả qua. Ta phải nhanh lên một chút đi Thiên Nhân Vực và Lạc Nhi hội hợp, thuận tiện tiếp trưởng Thái Huyền Trận môn. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong lòng có quyết định. Tu La Ma thần khổ khổ chống đỡ, đã đau khổ mấy chục ngàn năm, cũng là thời điểm để cho hắn giải thoát. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút đi Thiên Nhân Vực, để cho Tu La Ma thần giải thoát, hắn đón lấy Thái Huyền trận môn, gánh vác bảo vệ Diệp Lạc Nhi trách nhiệm nặng nề. Cùng lúc đó, Thiên Nhân Vực. Diệp Lạc Nhi bị núp ở Thái Huyền trận môn, Tu La Ma thần dùng các loại trận pháp che đậy thiên cơ, bảo vệ nàng. Mi Long thần điện nhiều lần điều tra từ đầu đến cuối không tìm được Diệp Lạc Nhi bóng người, có vẻ nóng này. Hơn nữa, Diệp Thần trước không nói võ đức, hung hăng thất bại phong vô cực, vậy thất bại Minh Long Thần điện kiêu căng. Hiện tại Minh Long Thần trên điện hạ, chỉ muốn nhanh lên một chút bắt Diệp Lạc Nhi, lại thi triển con tin dụ bắt kế sách, liên quan đem Diệp Thần vậy dẫn dụ đi ra giết chết. Một phần phần lệnh truy nã, từ Minh Long trong thần điện phát ra, trực tiếp chuyển đi bốn đại vực. Minh Long thần điện vận dụng mình quan hệ, trên dưới thu xếp liên lạc, lại lần phát lệnh truy nã, muốn đuổi giết Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần ở Dương Chân vực, vậy nhận được Diệp Lạc Nhi lệnh truy nã, nhất thời chân mày nhíu chặt. Không thể kéo dài được nữa, ta phải lập tức chạy tới Thiên Nhân vực và Lạc Nhi hội hợp. Diệp Thần cắn răng, hắn tối đa chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng sau, Thái Huyền trận môn liền không chịu nổi, tuyệt đối sẽ bại lộ Diệp Lạc Nhi vị trí. Có thể trước thời hạn một ngày đi Thiên Nhân vực, vậy dĩ nhiên là trước thời hạn một ngày tốt. Nhưng mà, Minh Long Thần Điện tựa hồ vậy điều tra được rất nhiều bí mật, suy diễn đến Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi đã tách ra. Biết Diệp Thần còn không bước vào Thiên Nhân Vực, cho nên hiện tại vực ngoại các thế lực lớn cũng nhận được Minh Long Thần Điện phát thiếp. Minh Long Thần Điện khẩn cầu các thế lực lớn trong thời gian ngắn không muốn đón thêm dẫn dương chân vực Thiên Tài Phi Thăng, nói rõ là muốn gãy tuyệt Diệp Thần bước vào Thiên Nhân Vực con đường, muốn chia nhau kích phá. Chút mặt mũi này, tất cả Đại Tông môn thế lực dĩ nhiên là muốn bán cho Minh Long Thần Điện cho nên diệp thần lại đi tìm rất nhiều có giao tình môn phái hy vọng có thể đạt được phi thăng tiến cử cơ hội đều bị uyển ngôn cự tuyệt khắp nơi đụng vách tường minh long thần điện là muốn ép tuyệt ta à diệp thần cắn răng tự nhiên biết là minh long thần điện đang dở trò lấy hắn tư chất và tu vi tại chưa có diệp lạc nhi liên lụy hạ hoàn toàn có thể một người phi thăng tất cả đại môn phái vậy sẽ hoan nghênh hắn nhưng hiện tại bởi vì có minh long thần điện phát thiếp các thế lực lớn cũng tạm hoãn liền tiến cử thiên tài kế hoạch Diệp Thần tự nhiên vậy không thuận lợi phi thăng cơ hội. Thái Huyền tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết? Diệp Thần nhưng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nếu như khó chịu điểm phi thăng đi thiên nhân vực mà nói, sợ rằng không giải cứu kịp Diệp Lạc Nhi. Một khi Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện, vậy có thể gặp phiền toái. Hiện tại bình thường phi thăng đi thiên nhân vực đường xá đã bị Minh Long thần điện đoạn tuyệt, Diệp Thần phải lại quá mức tìm những biện pháp khác. Thái Huyền trận hoàng nghe được Diệp Thần câu hỏi, do dự một hồi Tựa hồ có chỗ cố kỵ, cuối cùng chậm rãi nói: "Minh Long thần điện không cách nào cái tay che trời, không thể nào tất cả thế lực cũng tạm hoãn dẫn nhập thiên tài, hẳn còn có cái khác thế lực." "Còn nữa, Minh Long thần điện chủ muốn nhằm vào vẫn là Dương chân vực, có lẽ những địa phương khác có cơ hội nói không chừng." Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một chỗ, hắn lập tức vận dụng cực ma chi đồng. Ngay tức thì phát hiện, cơ hội ở Quế gia. Chẳng lẽ Quế gia có biện pháp? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp biến dạng hư không đi. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, mới vừa tiến vào quế gia, Diệp Thần chính là thần sắc động một cái, từ quế gia bên trong, cảm nhận được liền một cổ quen thuộc hơi thở. Thân hình hắn chớp mắt, liền đi tới phòng khách bên trong, chỉ gặp một tên khí chất yêu nhã cô gái đang ngồi ở trong sảnh thưởng thức trà, cô gái này bất ngờ là bữa trước tinh các tần tử vi. Tần tử vi gặp Diệp Thần trở về, mỉm cười nói, Diệp công tử. Diệp Thần đối với tần tử vi gật đầu một cái nói, Tần tiên tử, ngươi làm sao tới? Tần Tử Vi ánh mắt nhỏ tránh nói, "Diệp công tử, lấy ngươi trạng thái bây giờ, ta cảm thấy có một số việc ngươi hẳn biết." Một phòng yên tĩnh bên trong, Diệp Thần cùng Tần Tử Vi ngồi đối diện nhau. Diệp Thần nhìn Tần Tử Vi, có chút không hiểu hỏi, "Tần tiên tử, ngươi nói có một số việc ta hẳn biết, là chuyện gì?" Tần Tử Vi mỉm cười nói, "Diệp công tử, ngươi phải chăng chuẩn bị tiến vào Thiên Nhân vực?" Diệp Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, "Không sai." chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời còn không có đầu mối, Tần Tiên tử có thể hay không dạy bảo. Tần Tử Vi đến từ vực ngoại thiên tinh các, chính là dương chân vực lớn nhất tổ chức tình báo một trong, chắc hẳn, dù là Minh Long thần tộc quấy nhiễu, nàng nhất định sẽ có để cho mình tiến vào thiên nhân vực phương pháp. Tần Tử Vi nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề, trên thực tế, lần này ta chính là vì thế tới. Nhưng ở này trước, có chuyện ta cần trước hướng Diệp công tử thuyết minh. Diệp thần có chút hiếu kỳ nói, chuyện gì? tần tử vi nhìn diệp thần mắt đẹp chớp động nói diệp công tử ngươi cùng thiên nhân vực thế lực phải trăng từng xích mích diệp thần con ngươi co giúp một cái sau một hồi trầm mặc vẫn gật đầu một cái nói ta cùng không thiếu thiên nhân vực thế lực cũng đã có tiết trong đó minh long thần điện hẳn coi như là một ở diệp thần trong lòng tự nhiên cho rằng tần tử vi nói đúng minh long thần tộc nhưng mà tần tử vi nhưng thần bí lắc đầu một cái ta muốn hỏi cũng không phải là minh long thần tộc mà là lãnh gia diệp thần thần sắc ngẩn ra lãnh gia hắn dĩ nhiên biết lãnh gia từng ở thần quốc nhiều lần cùng vực ngoại phủ xuống lãnh gia mâu thuẫn bất quá làm diệp thần tiến vào vực ngoại sau đó liền rất ít có lãnh gia tin tức diệp thần còn lấy là lãnh gia bất quá là tinh tuyển vực thậm chí dương chân vực gia tộc nhỏ coi mình cuột khởi sau đó cũng không dám xúc phạm cho nên diệp thần vậy không suy nghĩ nhiều có thể giờ phút này diệp thần đột nhiên cảm giác cái này lãnh gia ở vực ngoại tuyệt đối không thể nhỏ coi Sở dĩ lãnh gia phía sau không có đối với tự mình ra tay, có thể chính là bởi vì thiên nhân vực thế lực hạ xuống những vực khác cũng sẽ phải chịu quy tắc áp chế. Diệp thần tỉnh táo lại, vẫn gật đầu, không sai, ta cùng lãnh gia có cửu oán. Ngày này tinh các, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, lại là liền hắn cùng lãnh gia thủ oán, cũng tra ra được, nếu tần tử vi đã nhắc tới lãnh gia, dâu dếm nữa vậy không có ý nghĩa gì. Tần tử vi cười nói, diệp công tử không cần hiểu lầm, diệp công tử cùng lãnh gia sự việc, chúng ta thiên tinh các cũng không có hứng thú sở dĩ nhắc tới lãnh gia nguyên nhân rất đơn giản diệp công tử có biết lãnh gia tại sao đến bây giờ còn không đối với diệp công tử ra tay diệp thần nghe vậy trong mắt cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc lắc đầu một cái hôm nay hắn ở vực ngoại có thể nói cũng coi là có chút tên tuổi lãnh gia làm sao sẽ không biết hắn tồn tại có thể cho tới hôm nay hắn vẫn không có gặp phải lãnh gia người đối với hắn xuất thủ tình huống tần tử vi ngưng tiếng nói bởi vì lãnh gia những năm gần đây đang toàn lực thu phục một tòa nguyên linh sơn mà đây nguyên linh sơn đem danh xưng là là vực ngoại trọng yếu nhất tài nguyên cũng không quá đáng so với nguyên linh sơn thủ oán gì cũng không trọng yếu diệp công tử có biết nguyên linh sơn là cái gì diệp thần ánh mắt nhỏ tránh nói nghe nói là một loại có linh trí linh sơn có thể sinh ra nguyên linh hơi thở cùng nguyên linh hạt giống hắn từng nghe huyền hành ngọc giải thích qua nhưng cụ thể cũng không được rõ tần tử vi có chút kinh ngạc Bất quá vẫn gật đầu một cái nói không sai. Bất quá cái này nguyên linh sơn lớn nhất giá trị như là chế tạo đạo tinh. Đạo tinh, cái này vậy là cái gì? Tần Tử Vi nói Diệp công tử mời xem. Tiếp theo, cổ tay nàng lộn một cái, một quả sắc thành rưỡi thải vô cùng là hoa mỹ tinh thạch xuất hiện ở trong tay của nàng. Diệp Thần nhìn tinh thạch, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Tinh thạch này bên trong hàm chứa vô cùng là linh lực tinh thuần, một chốt nhất là không chỉ là linh lực trừ cái này ra còn có cuồn cuộn thiên đạo hơi thở chỉ là liếc mắt nhìn hắn cũng biết cái này tinh đối với võ giả mà nói là khó có thể tưởng tượng thứ tốt thậm chí đối với tại tưới hoang ma thiên kiếm cũng có tác dụng cực lớn lần trước đánh một trận hoang ma thiên kiếm bắt đầu thuộc về trạng thái ngủ say nếu như đạt được đầy đủ đạo tinh hoang ma thiên kiếm tất nhiên sẽ có thay đổi cực lớn cái này tinh đơn giản là đổi mới diệp thần võ đạo suy nghĩ bảo vật tần tử vi nhìn trong tay đạo tinh nói Diệp công tử, võ giả một khi bước vào còn chân cảnh sau đó, bất luận thiên phú như thế nào nghịch thiên, hắn tu hành tốc độ cũng tất nhiên sẽ thật to hạ xuống. Cái gọi là còn thật chính là cùng đạo trời vận tương hợp, cái này không chỉ cần có vô cùng là tinh thuần linh khí, trọng yếu nhất vẫn là phải có bữa đạo hơi thở tiến hành phụ trợ. Cho nên, đạo tinh đối với còn chân cảnh võ giả có thể nói là không thể hoặc thiếu vật. Cho ví dụ, nếu như nói, chúng ta thân thể là một khối ngọc thô chưa mài rũa, tu luyện liền đem chúng ta thân thể điêu khắc thành hình quá trình mà đạo tinh chính là sắc bén khắc kiếm không có đạo tinh chúng ta giống như là ở tay không điêu khắc thân thể hắn trên lịch có thể tưởng tượng được tần tử vi lại là hỏi diệp công tử ngươi trước đây nhưng mà đi huyền yêu nhất tộc thánh địa không sai tần tử vi nói huyền yêu nhất tộc có thể nói được trời yêu đãi nhưng tổng thể thực lực mà nói cùng ta nhân tộc lại có trên lệch không nhỏ diệp công tử có biết tại sao không Diệp Thần nhìn Tần Tử Vi trong tay đạo tinh nói, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này tinh? Không tệ. Tần Tử Vi nói, có cái này Nguyên Linh Sơn, nhân tộc liền có thể hoàn mỹ đền bù còn chân cảnh sau đó cùng Huyền Yêu nhất tộc tốc độ tu luyện trình lệch. Thậm chí, Huyền Yêu nhất tộc cũng không khỏi không bỏ ra vô cùng là ngẩng cao giá phải trả, cùng ta nhân tộc giao dịch đạo tinh. Mà Nguyên Linh Sơn, trên bản chất là thiên đạo thai sinh vật, bên trong sinh ra nguyên linh hạt giống, chính là luyện chế đạo tinh cần thiết vật liệu. Cái này tinh, cũng là diệp công tử tương lai tu hành phải vật diệp thần sắc mặt bộc phát rung động nho nhỏ này đạo tinh có thể nói là đủ để lật đổ toàn bộ võ đạo thế giới cách cục trí bảo cũng khó trách lãnh gia sẽ vì thu phục nguyên linh sơn mà tạm thời đối hắn chẳng ngó ngàng gì tới bất quá đối với tần tử vi nói cái này tinh chính là phải vật diệp thần như là có chút xem thường đạo tinh đối với vậy võ giả quả thật cực kỳ trọng yếu nhưng đối với diệp thần như là có cũng được không có cũng được tại sao thử nghĩ một người ở còn không có bước vào còn chân cảnh thậm chí còn chân cảnh đều không phải là lúc đó liền có thể có luyện đạo vết ấn và cao nhất nguyên binh như vậy hắn khắc kiếm nên có bao nhiêu sắc bén mà diệp thần chính là như vậy tồn tại à lấy hắn thể chất luyện hóa hết thảy có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay mà xa xa không giống những võ giả khác như vậy mất đi đạo tinh giống như ở tay không đưa khắc ngọc thạch có thể nói hắn trời xanh liền có một chui thậm chí có thể so với đạo tinh càng sắc bén khắc kiếm. Đạo tinh có lẽ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn, nhưng đối với hắn mà nói càng tương tự với mài kiếm thạch giống vậy tồn tại, cũng không phải là nhu phẩm cần thiết. Có thể, ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm nhưng ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, "Diệp Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này tinh ngươi không dùng được?" "Không sai." "Ngươi nghĩ như vậy, ngược lại cũng hợp lý, dẫu sao, ngươi thể chất chân thực quá biến thái, đạo tinh đối với ngươi mà nói có cũng được không có cũng được nhưng cái này tinh vậy tuyệt không phải vật vô dụng à diệp thân nhất thời hứng thú nói huyền tiên tử lời này hiểu thế nào huyền hàn ngọc nói ngươi quên ngươi hoang ma thiên kiếm hoang ma thiên kiếm cần kinh khủng dường nào tài nguyên đống triệt ngươi hẳn rất rõ ràng bỏ ra hoang ma thiên kiếm ngươi đừng quên bên trong cơ thể ngươi tiểu hắc tiểu hắc mặc dù nghịch thiên nhưng muốn cho hắn tăng lên thực lực có thể cũng không phải là một kiện đơn giản chuyện chẳng lẽ Ngươi còn muốn khắp thế giới là hắn tìm cao cấp yêu máu. Coi như ngươi nguyện ý, yêu tộc vậy sẽ không đồng ý, loại nào đó trình độ mà nói, yêu thú vậy coi là yêu tộc nửa đồng tộc. Vì vậy, cái này tinh tuyệt đối là để cho tiểu hắc và hoang ma thiên kiếm tăng lên thực lực tuyệt cao vật. Tập 2449. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng. Hoang ma thiên kiếm cần tài nguyên. Hoang ma thiên kiếm càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Tiểu hắc hóa là hắn bổn mạng yêu thú sau đó đối với hắn mang tới chỗ tốt, có thể nói quá lớn. Nếu như tiểu hắc có thể thực lực bạo tăng, thậm chí tiến hóa vân. Vân, như vậy hắn thực lực, sợ rằng còn muốn sinh ra biến chất. Đồng thời, lòng hắn bên trong đối với tiểu hắc đánh giá lại lần nữa dương cao một phần. Đạo tinh tuy tốt, có thể cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được à. Muốn luyện hóa đạo tinh, khởi bước cũng phải có còn chân cảnh tu vi, cho dù là một ít cực kỳ yêu nghịch cũng cần còn chân cảnh mới có thể sử dụng thiên đạo hơi thở cũng không phải là ai cũng tiêu chịu được à còn như diệp thần như vậy siêu thoát lẽ thường tồn tại dĩ nhiên là muốn chớ bàn những thứ khác mà tiểu hắc đâu vừa sanh ra liền có thể đem thiên đạo hơi thở thành tựu chất dinh dưỡng loại nào đó ý nghĩa trên mà nói hắn cùng diệp thần thậm chí có thể là cùng một đẳng cấp tồn tại à đều là siêu thoát lẽ thường siêu cấp biến thái mà hiện tại tiểu hắc là diệp thần bổn mạng yêu thú tiểu hắc tiềm lực thì chẳng khác nào Diệp Thần tiềm lực. Siêu thoát lẽ thường trên siêu thoát lẽ thường. Tương lai Diệp Thần có nhiều nghịch thiên có thể tưởng tượng được. Liên Diệp Thần mình đều có chút hưng phấn, cái này tinh, hắn chí ở tất được. Thấy Diệp Thần một lát thần sắc nhàn nhạt, nhạt, một lát lại cực kỳ bộ dáng hưng phấn, Tần Tử Vi không khỏi được mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, Diệp công tử, có vấn đề gì không? Diệp Thần nghe vậy, ho nhẹ một tiếng nói, không có sao, cái này tinh, ta cảm thấy rất hứng thú tần tiên tử mới nói tiếp nói. Lấy tâm tính của hắn, mới vừa đều có chút thất thố. Tần tử vi đem vậy đạo tinh thu hồi nói, đạo tinh, tuy là trí bảo, nhưng, chế tạo đạo tinh nhưng vô cùng là khó khăn. Trọng yếu nhất chính là hôm nay vực ngoại bên trong, bị thành công thu phục nguyên linh sơn, tổng cộng chỉ có 5 tòa. Nói cách khác, cái này tinh trên thực tế hoàn toàn nắm ở 5 cái thế lực trong tay, mà đây 5 cái thế lực, bị thiên nhân vực người, gọi là trời điện. Thiên nhân vực thế lực mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng cái này năm đại thiên điện mỗi một cái cũng không có so mạnh mẽ thiên nhân vực hết thảy tông môn gia tộc muốn có được đạo tinh thì nhất định phải đối với cái này năm đại thiên điện lấy lòng và giao dịch dù là minh long thần điện cũng không ngoại lệ diệp thần chân mày khều một cái nói so minh long thần điện còn mạnh hơn tần tử vi gật đầu nói minh long thần điện quả thật rất cường đại nhưng vậy chỉ là so với vậy thế lực mà nói cùng vậy năm đại thiên điện căn bản không thể so sánh cái gì gọi là thiên điện thiên điện chính là những thế lực kia muốn nắm giữ chúng sanh minh long thần điện mạnh hơn nữa cũng là chúng sanh một trong chỉ cần còn lệ thuộc vào đạo tinh ở năm đại thiên điện trước mặt nói được khó nghe một chút vẫn là thuộc về thế yếu lần này minh long thần điện không cho phép dẫn người phi thăng thiên nhân vực thiên điện bọn họ tự nhiên nói không nhúc nhích năm đại thiên điện cũng sẽ không nghe minh long thần tộc dĩ nhiên còn có một cái ngoại lệ chính là lãnh gia nếu như lãnh gia lần này có thể chân chính thu phục tòa kia nguyên linh sơn như vậy Liên sẽ trở thành là thứ sáu đại thiên điện ở vực ngoại địa vị đem phát sinh biến chất diệp thần ánh mắt không ngừng lóe lên đối với vực ngoại thế cục có toàn nhận thức mới tần tử vi tiếp tục nói diệp công tử vậy dương chân vực võ giả có thể tiến vào thiên nhân vực đã là được trời ưu đãi bọn họ phần lớn không có tư cách đi chọn mình gia nhập như thế nào thế lực tức liền đến thiên nhân vực nhất sự vô thành cũng đã thắng được dương chân vực những võ giả khác gấp trăm ngàn lần nhưng ngươi không giống nhau diệp công tử tư chất có thể nói là ta thiên tinh các thành lập tới nay biết yêu nghiệt bên trong nhất là sợ hãi tồn tại cho dù đặt ở thiên nhân vực cũng là cao cấp bên trong cao cấp cho nên diệp công tử cần chính là một cái đủ để cho ngươi phát huy tiềm lực khởi điểm mà không phải là xem cái khác người phi thăng vậy vì một hai khối đạo tinh liều sống liều chết chung cả đời cũng chưa chắc có thể tăng lên mấy cảnh giới diệp thần nghe vậy thần sắc cũng là trịnh trọng đứng lên tốt khởi điểm đối với hắn tương lai phát triển quá trọng yếu huống chi Diệp Thần hiện tại rất thiếu thời gian. Diệp Lạc Nhi có thể 3 tháng sau cũng sẽ bị Minh Long Thần Điện phát hiện. Hàn đối với Tần Tử Vi trầm giọng nói, mời Tần Cô Nương chỉ điểm. Tần Tử Vi bên trong, thần mang chớp mắt nói. Diệp Công Tử ở thiên nhân vực có thể có thế lực che chở. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là đúng sự thật nói, ta như đi thiên nhân vực, hẳn sẽ đi Thái Huyền Trận Môn. Tần Tử Vi nghe được Thái Huyền Trận Môn, khẽ cao mày, Thái Huyền Trận Môn và Minh Long Thần Tộc thì có không thiếu tranh lệch nếu như là mấy chục ngàn năm trước có lẽ coi như mạnh mẽ bây giờ thái huyền trận môn bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi nếu như diệp công tử muốn hữu hiệu nhất trước tiên lấy được được cái này tinh như vậy trực tiếp gia nhập năm đại thiên điện dĩ nhiên là công tử tốt nhất lựa chọn diệp thần hơi kinh ngạc nói năm đại thiên điện căn cứ tần tử vi nói năm đại thiên điện ở thiên nhân vực thế lực rất mạnh lấy cổ đại thế gian tới loại so chính là hoàng tộc loại thế lực này vậy sẽ rất ít nạp mới bởi vì, bọn họ chỉ cần có đạo tinh cũng đủ để ngạo thị hết thảy, căn bản không có đào tạo cái gì mới một đời cường giả cần thiết, thậm chí có thể phi thăng thái thượng thế giới. Mà có thể thu phục Nguyên Linh Sơn, nắm trong tay đạo tinh, nội tình, thực lực có thể tưởng tượng được. Tần Tử Vi tựa như nhìn thấu Diệp Thần ý tưởng, mở miệng nói, không sai, năm đại thiên điện rất ít nạp mới, nguyên bản cách mỗi trăm nghìn năm mới sẽ nạp mới một lần, dù vậy, thiên nhân vực yêu nghịch vẫn là sẽ vì gia nhập năm đại thiên điện mà chen bể đầu cái này ý vị như thế nào? Nói cách khác, chỉ có trăm nghìn năm vừa gặp tầng thứ này thiên tài mới có tư cách gia nhập năm đại thiên điện. Bất quá, tình huống gần nhất có chút thay đổi, lãnh gia quật khởi để cho năm đại thiên điện ý thức được. Không có thế lực kia có thể làm được chân chính trường thịnh không giảm, vì củng cố tự thân địa vị. Gần đây, năm đại thiên điện bắt đầu thường xuyên hấp thu máu tươi mới. Vì chính là ở lãnh gia lên đỉnh thiên điện trước, đem thiên nhân vực yêu nghiệt chiếm đoạt không còn một mống. Diệp Thần gật gật đầu nói, theo ta nói một chút cái này năm đại thiên điện. Tân Tử Vi nói, năm đại thiên điện, mỗi người chiếm cứ thiên nhân vực một cái phương vị, vì vậy, cũng là lấy đông nam tây bắc bên trong năm hào phóng vị, tiến hành đặt tên, phân là Đông Hoàng Thiên Điện, Tây Cực Thiên Điện, Bắc Lăng Thiên Điện, Nam Tiêu Thiên Điện, cùng với bên trong Nguyên Thiên Điện. Mà hôm nay, ta Thiên Tinh Các đã nhận được tin tức, không lâu, Đông Hoàng Thiên Điện đem sẽ bắt đầu ở toàn bộ thiên nhân vực công khai thu nhận mua nổ. Những thứ khác mấy đại thiên điện Mặc dù vậy sẽ thu nạp máu tươi mới, nhưng sử dụng cũng không phải cái loại này công khai phương thức, mà là do trời điện bên trong sứ giả tự mình tuyển chọn. Diệp Thần nói, cái này công khai nạp mới, sử dụng là vì sao loại hình thức? Hàn Thích đem vận mệnh nắm trong tay ở trên tay mình, mà không phải là chờ người khác vừa ý mình. Tần Tử Vi thanh âm, ngay tức thì ngưng trọng nói, Diệp Thần, cho dù là ngươi muốn muốn gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện, vậy tuyệt không thoải mái, ngươi phải biết, thiên nhân vực võ giả tư chất bản thân liền áp đảo cái khác mấy vực võ giả bên trên cho dù tùy tiện lấy ra một người ở dương chân vực cũng có thể nói là nghiền ép hết thảy cường giả mà thiên nhân vực võ giả số lượng cực kỳ to lớn tất cả người vì gia nhập thiên điện có thể nói đều là chen bể đầu đông hoàng thiên điện tự nhiên không thể nào từng cái đi cho bọn họ tiến hành trắc nghiệm khảo hạch cho nên bọn họ thiết lập có ngưỡng cửa ngưỡng cửa này chắc hẳn diệp công tử cũng đã nghe nói qua một cái là thần tinh bảng một cái khác chính là thần thương bảng, thần thương bảng, thần tinh bảng. hắn biết, có thể thần thương bảng vậy là cái gì? tân tử vi nói, thần tinh bảng là thiên tuế trở xuống thiên tài hạng, mà thần thương bảng thì càng tổng hợp, tuổi tác chỉ là một cái trong đó nhân tố, có thể nói chất lượng cao hơn, có thể trên bảng cũng là cường giả chân chính. lần này chiêu tân danh ngạch tổng cộng có trăm nghìn người, trong đó thần tinh bảng hạng trước một trăm thiên tài, cùng với thần thương bảng hạng trước 10.000 thiên tài có thể tự động lấy được được tham gia tư cách, còn dư lại thì do mỗi cái thế lực lớn đề cử, cùng với Đông Hoàng Thiên Điện tự chủ mời. Vừa nói, nàng mặt lộ một nụ cười khổ nói, ta thiên tinh các vậy có mấy cái danh ngạch, nhưng rất đáng tiếc đã bên trong định mà thần thương bảng hạng trước 10.000 thiên tài toàn bộ thân ở thiên nhân vực, cho nên. Diệp công tử, ngươi muốn tham gia lần này Đông Hoàng Thiên Điện chiêu tân, bước đầu tiên chính là trở thành thần tinh bảng hạng trước 100 thiên tài. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, ta phải làm sao? Hắn biết, thiên tinh các làm được đã quá nhiều, hắn không có trông cậy vào, liền danh ngạch cũng để cho đối phương thay hắn chuẩn bị xong. Tần Tử Vi nói, rất đơn giản, đánh bại thần tinh bảng trên hạng trước 100 thiên tài. Trên thực tế, thần tinh bảng hạng trước 100 thiên tài, cũng lớn cũng thân ở thiên nhân vực. Bất quá, chúng ta nhận được tin tức, gần đây, xếp hạng ở 99 trung hình, đem sẽ đi dương chân vực, đây chính là người cơ hội. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi trung hình chỗ ở vị trí. Khả năng này là ngươi đi thiên nhân vực phương thức hữu hiệu nhất. Vừa nói, Tần Tử Vi giơ tay lên một cái, đem lúc trước vậy cái đạo tinh ném cho Diệp Thần, mỉm cười nói, cái này tinh coi như là ta thiên tinh các đưa cho Diệp công tử quà tặng, cầu chúc Diệp công tử thành công gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, đa tạ. Hắn không hỏi trung hình là thực lực gì, bỏ mặc đối phương là thực lực gì, hắn cũng sẽ chọn đánh một trận. Bởi vì lần này gia nhập thiên điện cơ hội diệp thần sẽ không bỏ qua như vậy thực lực đối phương như thế nào cũng chưa có khác biệt tần tử vi gật đầu một cái thân hình chớp mắt liền rời đi quế ra mà diệp thần thì bắt đầu bế quan hắn muốn làm hết sức tăng lên thực lực đầu tiên diệp thần liền cắn nuốt đạo tinh hắn không có lựa chọn đem đạo tinh dùng để đề thăng tiểu hắc thực lực bởi vì hôm nay hắn tu vi trên còn có rất lớn lên cao không gian cho mình lợi nhuận có thể lớn hơn hơn nữa chỉ cần hắn gia nhập thiên điện cũng không thiếu đạo tinh đến lúc đó lại cho tiểu hắc chính là cái này cái đạo tinh hiệu quả vậy không để cho diệp thần thất vọng ngắn ngủi ba ngày thời gian diệp thần trong cơ thể thì có vô cùng biến hóa lớn thậm chí mới vừa bước vào năm tầng thiên vậy cực kỳ ngưng tụ ở hướng sáu tầng thiên đi linh lực vân vân đều có đại phúc tăng lên rồi sau đó diệp thần liền bắt đầu nghiên tập tam nguyên thái nhất công thái thượng thiên ma thể thánh thể huyền công hóa thú thần thông hồn thể võ đạo cùng với đối với hỗn độn khí diễm vận dụng vân vân tu hành không năm tháng nửa tháng thời gian đảo mắt trôi qua ngày này diệp thần thần sắc động một cái từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phủ tần tử vi thanh âm rất nhanh ở hắn đầu óc bên trong vang lên diệp thần chậm rãi đứng lên thân hình chớp mắt liên từ trong mật thất biến mất dương chân vực hàn gia một tên mặc thanh bào cặp mắt hẹp dài màu da trắng nõn thanh niên đang ngồi ở phòng khách bên trong dù bận vẫn nhàn thưởng thức linh trà. Mà ở trước mặt thì đứng một đám lãnh gia cao tầng. Trong ngày thường, cho dù đối mặt Dương Thật 36 phủ đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, vô cùng bá đạo hàn gia cao tầng, giờ phút này như là hoàn toàn đổi một bộ sắc mặt, mặt đầy tươi cười, khom lưng khuỵu gối. Nếu để cho bất kỳ một người nào dương chân vực người thấy một màn này, sợ rằng cũng không thể nào tin nổi con mắt của mình. Tại sao? Bởi vì, Hàn gia sau lưng, đứng nhưng mà Hàn Tử anh à mà hàn tử anh chính là tiến vào thiên nhân vực yêu nghiệt là ai có tư cách để cho hàn gia trịnh trọng như vậy đối đãi tên thanh niên kia đối với một đám cười xòa người tựa như hoàn toàn không có để ý cho tới khi một bình trà uống cạn liền sau đó mới đặt ly trà xuống nhìn về phía hàn gia đám người chạm đến trước thanh niên ánh mắt hàn gia đám người lại là rối rít cúi đầu xuống căn bản không dám cùng mắt đối mắt thanh niên tựa như khá là hưởng thụ đám người cái loại này đem coi như thần minh giống vậy thái độ mỉm cười nói tốt lắm các ngươi không cần câu nệ như vậy, ta lần này tới là có chuyện tốt phải nói cho các ngươi. Chuyện tốt? Hàn mỗi gia chủ Hàn Hướng Khôn, Thần sắc động một cái, dè dặt hỏi, dám mời Trung công tử Minh dám. Thanh niên này, chính là thần tinh bảng hạng thứ 99 yêu nghiệt, Trung Hình. Trung Hình mỉm cười mở miệng nói, ta lập tức muốn cùng tím anh lập gia đình, bất quá, thành tựu tím anh nhà mẹ, các ngươi Hàn gia địa vị chân thực quá thấp, tím anh nàng chuyên chú võ đạo, không dành chiếu cố đến chuyện này, vì vậy bổn công tử quyết định để cho các ngươi hàn gia địa vị tăng lên tăng lên ừ sẽ để cho các ngươi trở thành dương chân vực đệ nhất thế lực đi hàn gia đám người nghe vậy đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó rồi rít mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên nếu như những người khác nói ra lời như vậy bọn họ còn chưa muốn tin có thể trung hình nói ra nhưng là tuyệt đối có độ có thể tin à tại sao bởi vì căn cứ hàn tử anh tin tức trung hình chính là một tên còn chân cảnh năm tầng thiên tồn tại như vậy tồn tại đơn giản là truyền thuyết bên trong truyền thuyết à. Bằng chừng ấy tuổi, ở dương chân vực, nói là trí tôn cũng không quá đáng, để cho bọn họ hàn gia tăng lên địa vị, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Nếu như nói, hàn tử anh thực lực muốn làm đến một điểm này không thể nào nói, đối với trung hình mà nói tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngay tại lúc này, trung hình như là lần nữa mở miệng nói, nhưng, ở chỗ này trước, bổn công tử có chuyện giao thay các ngươi đi làm. Hàn Hướng Khôn vô cùng cung kính nói, công tử mới nói, ta Hàn ra nhất định toàn lực ứng phó, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối tử. Trung hình trong mắt, Hàn mang nhỏ tránh nói, các ngươi dương chân vực thứ nhất yêu nghiệt, tên là Diệp Thần, đi giúp ta đem thằng nhóc này tìm ra. Trung hình, rất lâu trước liền thích Hàn Tử Anh, nhưng Hàn Tử Anh vẫn luôn không có đáp ứng, mà lần này, Trung hình biết được liền Hàn Tử Anh bất ngờ bị thương tin tức, đối với nàng có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, cuối cùng, rốt cuộc cảm hóa liền Hàn Tử Anh để cho Hàn Tử Anh đáp ứng thả tới giữa hôn sự. Nhưng, có một cái điều kiện chính là giết Diệp Thần. Có thể để cho Trung Hình có chút buồn bực phải, hắn lại không tìm được liên quan tới Diệp Thần tin tức. Hàn Tử Anh thế lực sau lưng có rất nhiều tin tức đường dây, Trung Hình cũng không có. Hàn gia đám người nghe vậy cả kinh, sắc mặt không khỏi có chút hơi khó đứng lên, Diệp Thần là dương chân vực thứ nhất yêu nghiệt, đệ nhất cường giả, nhưng, so sánh với Trung Hình, ở bọn họ xem ra cũng bất quá là con kiến hôi thôi nhưng muốn tìm được diệp thần vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện à nhưng vào lúc này một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử bỗng nhiên ở phòng khách ra vang lên nói làm sao ngươi tìm ta có chuyện gì đám người nghe vậy tất cả giật mình ngay tức thì hướng sau lưng nhìn chỉ gặp một tên thanh niên chậm rãi đi vào phòng khách bên trong lãnh ra hết thảy phòng vệ đối với hắn mà nói có thể nói giống như không có tác dụng người này bất ngờ chính là diệp thần đến đây là hết rồi Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.